cái hợp đồng mà nói chung là 30 cái hợp đồng mà tôi nhờ cô làm tới đâu rồi? Công việc của sếp mà. Công ty của sếp, hợp đồng của sếp, chữ ký của sếp. Sếp làm mà đúng rồi. Công ty của tôi mà đúng không? Đúng rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Quên. Cho tôi hỏi cái vụ mà cái khách hàng mà thiếu nợ của mình ở cách đây 1 năm trời người ta trả chưa? Kế toán mình họ mới có bầu, họ chưa có trả tiền cho mình thưa sếp. Ủa cái gì mà có bầu giống như là gà mắc đẻ vậy trời. Thôi bây giờ vậy đi. Nếu cô đòi nợ giùm tôi á, tôi sẽ trích 20 triệu ra tôi thưởng cho cô. Dạ. Ừ. Cảm ơn nhiều. Dạ. À dạ tôi về tôi lo cái hợp đồng của tôi chứ. Dạ. 30 cái. À tôi làm, tôi làm của tôi. Không. Sếp mới vừa ra thông báo với chị. Tháng này mỗi người sẽ được thưởng 1 triệu bởi vì mọi người làm việc quá chăm chỉ. Nhưng sếp đang đáo nợ. Ai đòi được tiền nợ của khách hàng thì mới được tiền thưởng. Đòi được tiền liền thì sẽ có tiền thưởng liền. Nào, nhanh chân đi đòi nợ đi. Cùng nhau hợp tác đi mọi người. Mai, Thủy, Sơn, Huy. Tháng này tụi em chưa đạt chỉ tiêu. Chị nghĩ lương tháng này thấp lắm. Không biết tụi em có muốn tiền thưởng không ta? Chị em muốn, em muốn có tiền thưởng. Chị cho em số bên đó em gọi, em đòi cho công ty mình. Em. Mỗi người sẽ được thưởng 1 triệu bởi vì mọi người làm việc quá chăm chỉ. Nhưng sếp đang đáo nợ. Ai đòi được tiền nợ của khách hàng thì mới được tiền thưởng.